kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video để tìm hiểu dược liệu, tác dụng và liều lượng. Mời bà con và các bạn nghe chi tiết sau đây. Và hôm nay thì kênh Cây Thuốc Nam cũng giới thiệu cho bà con về bài thuốc đông y phối hợp thức ăn hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não. Ở trong cuộc sống của mình thì có rất nhiều người bị bệnh tai biến mạch máu não. Qua những bài thuốc châm cứu, ngâm chân tay và uống thuốc đông y thì bà con mình cũng cần nên phải phối hợp những bài thuốc và thực phẩm thức ăn hàng ngày cho người bệnh tai biến được mau chóng khỏi và đạt hiệu quả cao. Thì mời bà con nghe nội dung bài viết ngày hôm nay có tên bài thuốc đông y phối hợp thức ăn hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não hiệu quả. Bài thuốc hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não giúp làm giảm bớt những ảnh hưởng nặng nề mà di chứng tai biến để lại cho người bệnh. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những bài thuốc và cách sử dụng thực phẩm cũng như tác dụng và lưu ý khi sử dụng trong nội dung. Về việc lợi ích của việc lựa chọn bài thuốc dân gian điều trị tai biến. Tai biến mạch máu não có thể xuất phát từ vỡ hoặc tắc mạch máu do xơ vữa động mạch, bệnh mỡ máu gây ra. Tai biến để lại di chứng nặng nề như khó nói, nói ngọng, khó nuốt, giảm trí nhớ, mờ mắt, bán thân bất tội. Do đó, bài thuốc dân gian dùng cho bệnh tai biến mạch máu não được nhiều người lựa chọn và những tác dụng nó mang lại hỗ trợ giảm di chứng bệnh bằng cách bồi bổ nguyên khí, tiêu trừ tà khí. Và sau đây đó là 5 bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tai biến mạch máu não phổ biến như sau. Trong dân gian lưu truyền nhiều bài thuốc chữa tai biến mạch máu não, trong đó có những bài thuốc đơn giản, cũng có những bài thuốc đòi hỏi sự cầu kỳ trong nguyên liệu và cách thực hiện. Các dạng sử dụng cũng rất đa dạng là thuốc uống, thuốc đắp, thuốc ngâm chân. Dưới đây là gợi ý 5 bài thuốc phổ biến và tốt nhất cho bệnh tai biến mạch máu não. Bài thuốc thứ nhất có tên bài thuốc từ địa long, đậu đen và rau ngót điều trị bệnh tai biến. Đây là cách chữa tai biến mạch máu não tại nhà với các nguyên liệu dễ tìm: địa long, đậu đen, lá rau ngót rửa sạch, phơi khô rồi sao vàng. Sau đó sắc với nước, đến khi lượng nước còn một bát thì chắc lấy nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Đây là bài thuốc vừa là thuốc mà cũng vừa là thực phẩm. Mời bà con xem trên hình ảnh địa long, tức là con trùng đất, và những cái dược liệu là rau ngót, đậu đen, bà con phơi khô rồi sao vàng, sau đó sắc lấy nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Thì bà con khi sắc thì bà con sử dụng là nửa lít nước và sắc còn 200 ml sử dụng trong ngày để hỗ trợ bệnh tai biến. Và tiếp theo đó là bài thuốc thứ hai hỗ trợ điều trị bệnh tai biến mạch máu não từ vừng, tức là hạt mè. Đây là mẹo chữa tai biến mạch máu não tại nhà đơn giản nhất. Bài thuốc này giúp giãn cơ bắp cho người bị bán thân bất tội sau tai biến. Để thực hiện bài thuốc này thì bà con lấy 100 g, tức là 1 lạng vừng đen rang chín rồi bảo quản trong lọ thủy tinh để dùng dần. Mỗi lần bà con sử dụng là 2 thìa cà phê vừng đen với nước sôi, thêm một chút đường để nguội bớt rồi uống. Đó là bài thuốc thứ hai từ vừng. Và tiếp tục bài thuốc thứ ba, cháo thuốc nam dành cho người tai biến mạch máu não. Loại cháo này phù hợp cho người bị tai biến do tắc mạch máu dẫn tới liệt nửa người, chân tay teo, lưỡi thâm. Đó là triệu chứng của người bệnh tai biến thì bà con sử dụng cho nó phù hợp. Để sử dụng dược liệu chữa bệnh này thì bà con sử dụng dược liệu như sau. Bà con lấy hòn kỳ, bạch thược, sao vàng, quế, gừng tươi, mỗi loại 15 g. Sau đó bà con bắt lên bếp, nấu lên, đổ 1 lít nước. Bà con nấu còn khoảng nửa lít thì bà con chắc lấy nước ra. Rồi tiếp tục bà con lấy 1 lạng gạo tẻ và 4 quả táo tàu. Rồi đổ cái nước thuốc đó vô gạo và đổ thêm nước lạnh vào nấu cháo. Bà con chú ý cho nước vừa đủ để chín cháo. Khi cháo chín thì cho nước thuốc vào khuấy đều, mỗi ngày ăn 1 lần hoặc 2 lần cho hết cái số cháo đó. Và tiếp tục ngày mai bà con lại nấu tiếp. Bà con sử dụng liên tục đến khi nào hết bệnh tình thuyên giảm thì thôi. Và tiếp tục bài thuốc thứ 4, cháo hoạt huyết trị tai biến. Mời bà con nghe nội dung. Đây là loại cháo thuốc điều trị tai biến liệt nửa người hiệu quả, dễ ăn, phù hợp với người bệnh. Thực hiện nấu cháo thuốc này, bà con sử dụng dược liệu hòn kỳ, bà con sử dụng 50 g, đào nhân, bà con sử dụng 10 g,
rồi bà con đổ một lít nước sắc lấy nửa lít, rồi sau đó bỏ bã. Sau đó bà con đem cái nước sắc của hai vị thuốc này nấu với gạo thành cháo. Nếu mà cô đặc thì bà con cũng có thể là châm thêm nước cho nồi cháo chín. Sau đó bà con sử dụng là 2 gram địa long tán nhỏ và một chút đường trộn với cháo để ăn trong ngày. Đó là cách chữa bệnh thứ 4, bệnh tai biến. Và tiếp tục bài thuốc thứ 5, thuốc đông y kết hợp với thịt lợn nạc trị tai biến. Bài thuốc này giúp tăng cường khí huyết, bổ hư trợ dương, cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho người bệnh. Để thực hiện bài thuốc này, bà con sử dụng dược liệu như sau: hòn kỳ, đương quy, kỷ tử mỗi loại 10 gram, táo tàu 10 quả, thịt lợn nạc 1 lạng, rửa sơ qua thuốc, thịt lợn rửa sạch. Sau đó thì bà con rửa sơ qua thuốc cho sạch, rồi bà con để ráo. Thịt lợn thì bà con thái lát vừa đủ gấp ăn. Rồi sau đó bà con rửa sạch thịt lợn, rồi cho tất cả các nguyên liệu vào ninh nhừ. Sau đó bà con sử dụng là ăn thịt và uống nước thuốc để điều trị bệnh tai biến, vừa ăn vừa có thuốc. Đó là 5 bài thuốc mà kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con, là vừa thuốc vừa thực phẩm. Người mà nuôi bệnh tai biến thì phải thường xuyên thực hiện những bài thuốc này để giúp hỗ trợ sức khỏe cho người bệnh tai biến. Và sau đây đó là lời khuyên từ thầy thuốc chữa bệnh tai biến. Những bài thuốc trên đây bà con cần sử dụng là đúng liều lượng, không được lạm dụng, không nên nóng vội vì cần có thời gian bài thuốc chữa tai biến mới phát huy tác dụng. Trong quá trình áp dụng, nếu xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cần ngưng sử dụng ngay. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung rau quả, hạn chế chất béo. Bà con nên nhớ là hạn chế chất béo cho những người tai biến. Và người bệnh cũng có thể tập những bài tập vận động nhẹ nhàng, rèn luyện theo hướng dẫn của thầy thuốc. Cần tạo cho người bệnh tinh thần thoải mái, tránh cảm giác tự ti vì bệnh tật của mình. Theo dõi chặt tình hình sức khỏe của bệnh nhân tại nhà, đo huyết áp thường xuyên, chỉ số mỡ máu thường xuyên. Tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và thầy thuốc, tái khám định kỳ nhằm hỗ trợ giảm di chứng cho tai biến. Người bệnh có thể sử dụng các bài thuốc trên tùy từng điều kiện thể trạng mà người bệnh lựa chọn cho mình. Thưa bà con, những cái dược liệu trên đây á thì bà con không khó tìm mua. Bà con đến những cái hiệu thuốc đông y có tên tuổi và ghi lại cái tên dược liệu để mua về. Rồi bà con, khi bà con sử dụng là bà con phải lấy đúng liều lượng để sử dụng cho một ngày. Và bà con nên sử dụng thường xuyên, kéo dài thời gian thì bệnh tai biến mới có chiều hướng thuyên giảm. Và cũng tùy từng cơ địa từng người để thực hiện những bài thuốc trên. Thì kênh Cây Thuốc Nam cũng xin giới thiệu cho bà con là trong kênh Cây Thuốc Nam có rất nhiều bài thuốc và rất nhiều cách để phòng ngừa và điều trị bệnh tai biến mạch máu não và hậu tai biến mạch máu não. Chúc bà con sử dụng dược liệu hiệu quả hết bệnh. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.